Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Thì hôm nay Phương sẽ trở lại với các bạn qua một cái clip trong cái danh sách là gốc 10 xe gắn máy. Thì cái clip này á, thì Phương muốn có một cái lời cảnh báo đến cho các bạn, nhất là các bạn sinh viên. Thì ngày hôm nay các bạn đã xảy ra một vụ tai nạn ở ngoài Thủ Đức, làm cho hai bạn sinh viên đã không còn. Giữa xe bồn và xe gắn máy, hai bạn sinh viên là nữ ha các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian hơn 2 tháng vừa rồi, mà khi mà Phương chạy tài xế công nghệ của Xanh FM á, thì Phương tham gia giao thông ở những cái giờ mà các bạn sinh viên đi học hoặc là các bạn sinh viên mà tham gia giao thông ngoài đường, thì Phương có để ý các bạn đang có một cái trend, phải dùng từ hẳn luôn là một cái trend. Thì cái trend này các bạn, nó hoàn toàn, nó rất là độc hại nha. Đó, rất là độc hại khi mà các bạn sử dụng cái trang phục này để các bạn tham gia giao thông. Và cái đối tượng mà sử dụng nhiều nhất luôn mà Phương, khi mà Phương tham gia giao thông Phương thấy á, đó chính là các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên nữ. Đó chính là cái gì? Đó chính là cái áo hoodie đó các bạn. Đây. Đó, nè. Là cái áo mà nó có luôn cái cổ ha, che có luôn cái đầu, che luôn cái đầu. Đó. Thì các bạn sinh viên dùng cái trang phục này dùng để che nắng. Che nắng khi mà các bạn đi học, đi bộ hay sao đó thì Phương không nói. Mà cái vấn đề rất là đáng cần phải lên án khi mà các bạn sử dụng cái trang phục này để các bạn tham gia giao thông thì nó lại là một cái chuyện khác nha các bạn. Đó. Thì Phương gặp rất nhiều trường hợp và mình cũng là nạn nhân trong đó luôn. Đó là sao? Khi các bạn nữ chạy xe để đi học, các bạn dùng cái áo này để tránh nắng ha. Thì hồi trước khi mà có cái áo này thì các bạn sử dụng, người ta hay gọi là váy chống nắng, áo chống nắng. Còn bây giờ các bạn sinh viên á, thời trang, các bạn dùng cái áo hoodie này, mua cái size nó rộng ha, mua cái size nó rộng, người thì nhỏ nhưng mua cái size nó rộng bự để cái áo nó các bạn che nắng, và cái còn lại là các bạn sử dụng cái đầu để bịt luôn cái nón bảo hiểm ha. Còn không thì các bạn lấy cái nón bảo hiểm chồng vô, có nghĩa là các bạn đội chồng vô đầu xong các bạn lấy nón bảo hiểm chồng vô. Thì khi mà các bạn chạy xe mà các bạn bận cái trang phục này, và với cái cách mà các bạn lấy cái đầu chồng, lấy cái đầu của cái áo hút đi các bạn chồng vô đầu luôn, thì các bạn sẽ biết nó dẫn tới hiện tượng gì không? Đó. Để Phương bận vô đi cho dễ nói. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gì không? Đó. Thì nó có hai hướng ha. Một là các bạn đội nón bảo hiểm vô, xong các bạn lấy cái này bịt lên cái nón bảo hiểm. Hai là các bạn bịt cái đầu vô trước, xong các bạn lấy nón bảo hiểm ụp vô. Thì cái vấn đề bắt đầu nó xuất phát từ đây nè các bạn. Ngay chỗ cái mép này nè. Là nó che mất cái tầm nhìn của các bạn này. Coi như bây giờ các bạn nhìn chỉ là cái hướng thẳng thôi, còn phía bên đây là cái gì cũng không thấy, và phía bên đây cái gì cũng không thấy. Đó. Thì cái đối tượng mà sử dụng cái kiểu cách mà trang phục như vậy khi mà tham gia giao thông nhiều nhất là các bạn sinh viên, và kế đến á, là đồng nghiệp của Phương đó các bạn, là các anh mà chạy xe ôm công nghệ á, các chị chạy xe ôm công nghệ luôn. Lấy cái nón của cái áo khoác cứ bịt lên hẳn như vậy nữa các bạn. Bên đây không thấy con mẹ gì, bên đây cũng vậy luôn. Đang chạy, quẹo đúng không? Quẹo thì đâu, lúc mà lắc cái đầu qua bên đây đâu có nhìn thấy được cái gì phía bên này đâu các bạn. Quẹo chặt đầu xe người ta, xe chạy lên, lụm. Thì ở đây trong cái vấn đề mà về cái việc tai nạn mà nó mới xảy ra, mà hồi nãy Phương có up cái tin tức lên cập nhật cho các bạn,
thì mình khoan nói về cái vấn đề là chạy ẩu hay chạy không ẩu đi. Nhưng mà chung quy nó sẽ xét lại là cái vấn đề các bạn quan sát, các bạn không thấy được xe để các bạn tránh. Đó. Mà bây giờ Phương đã thấy cái hiện tượng này rất là nhiều từ cái áo này. Các bạn bật cái áo này tránh nắng đúng không? Các bạn bỏ cái đầu này ra, các bạn đội nón bảo hiểm vô. Các bạn đeo khẩu trang. Cần nữa thì các bạn đeo kiếng. Các bạn sẽ vẫn thấy được phía bên này, vẫn thấy được phía bên này. Nhưng khi mà các bạn ập cái này lên, là hai bên tầm nhìn bên này nè, các bạn coi nè. Phương thấy các bạn hay là như vậy nè, đội sát vô đó để cho nó có cái vành che vậy nè, xong ập cái nón vô. Thì các bạn thấy gì không? Ngay từ lúc này là Phương nó không thấy bên này, rồi Phương cũng không thấy bên này luôn. Đó. Cái mục đích của cái áo này, cái nón này nó đâu phải là cái việc hỗ trợ cho các bạn để che nắng khi chạy xe. Vậy mà bây giờ cái trend này nó đang càng ngày nó càng nhân rộng lên rất nhiều. Chưa mà Phương đi rước khách các bạn là sinh viên thì Phương nói thôi, từ trai, gái, lớn bé gì cứ đều sử dụng cái áo này. Và cái kiểu cách khi mà tham gia giao thông chạy xe là dùng cái nón này với cái mục đích đó. Và Phương cũng là nạn nhân xém mấy lần luôn. Hên là mình thắng kịp, mình mà không thắng kịp là chạy lên lụm các bạn luôn. Đang chạy vậy nè các bạn, Phương không thấy nó nhìn gì bên này, không thấy nhìn, tự nhiên nó bẻ lái cái nó quẹo ngang một phát vậy luôn. Do bên đây, do là cái áo nó đã che cái tầm nhìn hết rồi, không thấy được cái gì bên trái bên phải. Lúc này là cái tầm nhìn của bạn chỉ có đi hướng thẳng thôi. Đó. Mấy lần luôn, mấy lần là Phương đã xảy hơn là Phương thắng kịp. Đó. Phương cho các bạn coi một cái clip mà Phương chạy ngoài đường, Phương quay nha, cho các bạn coi. Đó. Trong cái clip đó các bạn thấy không? Là cái em gái đó đang muốn quẹo đó. Đang muốn quẹo mà nó không nhìn gì, không thấy để ý gì. Có nghĩa là nó nhìn phía trước trong đầu, nó tới quẹo là tới khúc đó nó quẹo thôi. Còn ngoài ra nó không nhìn xe bên phía bên này, xe ở phía bên này đó. Thì đây là một cái trend, một cái mẫu thời trang khi mà các bạn dùng nó để tham gia giao thông là Phương thấy cực kỳ độc hại nha. Các bạn, ví dụ như các bạn xác định là các bạn không đi xe thì các bạn trang phục các bạn sao cũng được. Nhưng mà khi các bạn tham gia giao thông thì cái trang phục của các bạn nó phải phù hợp. Đừng có bị mất tầm nhìn cản trở cái việc các bạn quan sát. Như trong cái vụ tai nạn đó, Phương dám chắc các bạn luôn là từ cái việc quan sát mà ra. Mà cản trở cái sự quan sát đó chính là từ trang phục. Chỉ có như vậy thôi các bạn. Cái chỗ đó Phương đi ngang qua cũng mấy lần. Tại vì cái hướng đó là cái hướng mà Phương hay đi từ trong phố Phương đi ra về hướng Vinhome Rainbow, hướng quận 9. Các bạn có những cái phụ kiện nó cũng rất là phù hợp khi mà các bạn đi ngoài đường để tránh nắng rồi. Khẩu trang nè, kiếng nè, rồi cái nón bảo hiểm lên đó là xong. Còn đằng này các bạn dùng cái nón trên cái áo đi để các bạn làm như vậy này, các bạn. Đó. Để nó che hết nguyên cái khuôn mặt luôn, che dư ra ngoài này luôn. Lúc này nó cái vành nón này nó đã che mất mẻ tầm nhìn hai bên, không thấy gì bên này và cũng không thấy gì bên này. Đó. Chạy tham gia giao thông là không nhìn được, quan sát kỹ, tự nhiên lấy một cái trang phục che hạn chế cái tầm nhìn quan sát của mình khi mà mình tham gia giao thông. Mấy nhất là mấy em gái sinh viên cực kỳ luôn. Rồi thêm một cái chiêu nữa, mua cái áo hoodie cho rộng vô, xong bắt lấy cái tay này nè các bạn, cái tay là cái gì đó, phủ lên, cầm cái ghi đông đó, chạy đó, cầm chạy, đang chạy các bạn, đang chạy cái vặn ga dùng cái này nè, dùng để vặn ga, đang chạy vặn ga nó kính rít trợt ga ra. Ga nhả về không, xe dừng lại đột ngột, xe phía sau hủi lên cái đít cái rùng, quay lại nhìn. Đây là những cái mà Phương chạy ngoài đường Phương thấy. Đó. Còn đang chạy tự nhiên mình cũng không biết là không sèn xin nhan, không giơ tay, mình cũng không biết cái quay đầu, tại vì cái áo này nó che nè. Lúc các bạn quay đầu ở trong nè, các bạn coi nè. Hả? Hả?
thì người phía sau đâu có biết đâu. Tự nhiên quẹo on cái chặt đầu xe ta, nó quẹo on cái chặt đầu xe ta. Rồi xe bồn bên đây nè, xe hơi chạy bên này nè, không có thấy gì đâu. On cái chặt đầu xe hơi chạy lên sao? Lụm. Đó. Đây là những cái mà phải nói là nó rất là cơ bản luôn, rất là giống như là thể hiện cái việc các bạn quan sát sao cho nó phù hợp khi mà các bạn tham gia giao thông. Còn bây giờ cứ bắt trend theo cái kiểu mà thấy nhỏ đó bận đẹp, cái thằng đó bận đẹp, cái về cũng bận kiểu cách y chang như vậy luôn mà không biết được cái tác hại của nó. Đây là một trong những cái trend mà Phương nói nó thấy là cực kỳ nhất độc hại. Còn bây giờ các bạn muốn chùm đầu, các bạn muốn chùm đầu thì bây giờ nó cũng có rất là nhiều cái phụ kiện nó phù hợp nè. Các bạn đặt lên Shopee, các bạn mua, các bạn nếu mà các bạn hay chạy xe đã xác định là mình có chiếc xe đi học đó, thì Dũng này nè, cái này nó là sao? Cái này nó ôm sát mặt mình, nó không có khuất cái tầm nhìn của mình nè, vẫn nhìn rộng được bình thường, che nắng cái trên đầu các bạn, che nắng cổ các bạn đội nón bảo hiểm vô, không cản trở tầm nhìn ha. Đó, biết bao nhiêu những cái phụ kiện nó hợp lý, có làm sao mà mình lại chế là cái kiểu cách như vậy nè, coi nè, đó thích như vậy nè, đó thích như vậy lắm nè. Xong đội cái nón bảo hiểm ụp vô hay không, hai bên này nó mép, nó ôm sát vô rồi nó lòi ra vậy nè, ở che mẻ tầm nhìn hai bên mắt mình luôn đó, là không thấy được xe bên này, không thấy được xe bên này đó các bạn. Rồi qua cái clip này Phương nhắn cho các bạn, nhất là các bạn sinh viên á, các bạn sinh viên á ha, lựa chọn trang phục làm sao cho nó phù hợp. Tránh nắng thì cũng có rất nhiều các phụ kiện rồi, không cần cái cớ này, không cần phải đu trend theo cái kiểu cách này nha các bạn. Đây là những cái nó đơn giản thôi nhưng mà nó để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng luôn. Phương nói ở Phương chạy ngoài đường, Phương thấy rất là nhiều trường hợp các bạn nữ bận theo cái kiểu như vậy rồi quẹo chặt đầu xe, ta chặt đầu xe hơi đó. Không thấy đường, tại vì không thấy đường phía bên này, không thấy đường phía bên này đó. Tại vì lên lúc này đang chạy là chỉ có tầm nhìn phía thẳng thôi, xong rồi muốn thao tác gì là làm tự làm như bạn, giống như nghĩ hai bên trái phải là lúc nào cũng không có xe. Cực kỳ độc hại luôn á. Qua cái clip này các bạn lưu ý nha, nhất là các bạn sinh viên ha, các bạn mà đang bận với cái kiểu phong cách như vậy để mà tham gia giao thông á, thì nên xem xét lại, chọn những cái phụ kiện mà Phương gợi ý cho nó phù hợp, tránh xảy ra những cái trường hợp đáng tiếc như trong cái vụ tai nạn hồi nãy ha các bạn, nhớ nha.